Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình đánh giá xe của điện tử Zing.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc xe tay ga cao cấp thông minh nhất phân khúc ở thời điểm ra mắt, đó là Piaggio Medley. Nói đây là chiếc xe tay ga cao cấp nhất ở thời điểm ra mắt bởi vì thời điểm đó chỉ có Medley là được trang bị những công nghệ thông minh như là hệ thống chống ngập cứng phanh ABS hay là hệ thống sạc điện thoại thông minh. Và hôm nay hãy cùng tìm hiểu về kỹ hơn về chiếc Medley 150 ABS phiên bản S. Medley 150S có kiểu dáng lớn với nhiều đường nét tinh tế, kích thước xe ở mức tương đương với dòng xe Honda SH. Phần đầu của Medley khá ấn tượng nhờ mặt nạ thiết kế đẹp, giải đèn báo rẽ tích hợp đèn định vị LED màu trắng sang trọng, chi tiết cả vạt mạ chrome tạo điểm nhấn ở mặt nạ. Trong khi đó, cụm đèn pha có thiết kế lớn nhưng lại cân xứng với tổng thể của đầu xe. Ở thân xe được thiết kế với những đường nét cắt mượt mà, tạo cảm giác như là dòng khí động học khi nhìn ngang. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế tinh tế ôm gọn lấy đuôi xe. Tay dắt phía sau giúp đuôi xe không có cảm giác cụt. Cặp vành hợp kim thiết kế bắt mắt là điểm kết thúc hoàn hảo cho diện mạo của Medley. Cụm đồng hồ hiển thị của mẫu xe tay ga cao cấp này có thiết kế khá lớn, kết hợp dạng analog và điện tử với nhiều thông tin cho người điều khiển. Tuy nhiên, các nút bấm chức năng được hoàn thiện chưa thật sự bắt mắt. Bù lại, yên xe được thiết kế tốt cho cảm giác ngồi thoải mái với cả người lái và người ngồi sau. Da bọc yên cùng với những đường chỉ may được hoàn thiện tinh tế, đúng với đẳng cấp của chiếc xe tay ga cao cấp. Nắp bình xăng được đặt ở bên dưới sàn để chân, thiết kế như trên các mẫu xe phân khối lớn, khá là đẹp, nhưng vị trí này thì chưa thật sự thuận tiện cho người lái khi mà muốn đổ xăng. Medley 150 trang bị động cơ iGas mới, cỗ máy này cho công suất cực đại 14,75 mã lực tại 7.750 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.400 vòng trên phút. Do đó, dù trọng lượng xe khá là nặng nhưng khả năng tăng tốc của Medley rất là tốt. Cảm giác đầu tiên khi cầm lái Medley 150S ABS đó là sự thoải mái ở tư thế điều khiển. Sự hợp lý của yên xe và tay lái mang đến cho người điều khiển phong thái rất là thoáng đạt và lịch lãm. Bên cạnh đó, cỗ máy này còn vận hành rất là mượt ở giải vận tốc từ 20 km/h trở lên, nên là chiếc xe không có hiện tượng rung tay lái hay là yên xe, giúp người điều khiển không có cảm giác mệt mỏi. Khi di chuyển trong phố, tính năng dừng cầm chừng Start Stop của Medley rất là hữu ích, đặc biệt là ở những nơi mà có nhiều tín hiệu đèn giao thông. Động cơ xe sẽ tự động ngắt khi mà dừng chờ đèn đỏ, do đó là giảm được mức tiêu hao nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn. Hệ thống giảm tốc của Medley được thiết kế rất là tối ưu, do đó chúng ta đi qua gờ giảm tốc thì có cảm giác rất là êm và không ảnh hưởng nhiều đến việc điều khiển xe. So với một số dòng xe tay ga khác trên thị trường thì giảm tốc của Medley nói chung và một số mẫu xe Piaggio nói riêng được đánh giá rất cao. Trong khi đó, khi chạy đường dài thì Medley thể hiện khả năng tăng tốc rất là ấn tượng. Chiếc xe này dễ dàng chinh phục các ngưỡng tốc độ cho phép như là 60 km/h, 80 km/h mà không hề có hiện tượng trễ ga. Tuy nhiên, khi mà xe đạt vận tốc cao thì chúng ta có thể nghe rõ tiếng của động cơ. Mặc dù di chuyển trên quãng đường dài nhưng mà người lái không hề cảm thấy mệt mỏi do là tay lái không bị rung, động cơ xe vận hành rất là êm. Một điểm rất đáng chú ý trên Medley 150S ABS đó chính là hệ thống chống bó cứng phanh trên cả hai bánh. Do đó, chiếc xe rất là an toàn với những người điều khiển từng có thói quen chỉ bóp phanh trước, bởi chiếc xe không bị khóa bánh. Trong thử nghiệm thực tế, khi bóp phanh ở vận tốc lên đến 50 km/h, chiếc xe không có hiện tượng dê hay là trượt bánh hay là tròng trành. Ở dòng xe này, Piaggio còn trang bị cảm biến góc nghiêng cho xe, giúp Medley tự động tắt máy khi mà xe bị đổ. Điều này giúp người sử dụng tránh được những tai nạn nghiêm trọng hơn khi bị ngã xe. Dòng xe tay ga cao cấp của Piaggio với những công nghệ và tiện ích tiên tiến, đồng thời có khả năng vận hành rất là ấn tượng, có thể coi là cái tên đáng chú ý trong phân khúc.